Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, cô giáo giữ trẻ ở Vĩnh Long tác sưng mặt bé 2 tuổi. Một cô giáo làm việc tại nhà trẻ tư thuộc ở phường 1 thành phố Vĩnh Long không giữ được bé trai chưa đầy 2 tuổi nín khóc, đã vã nhiều cái vào mặt bé rồi nói dối là bé bị ngã cầu thang để né tội. Chiều ngày 3 tháng Giêng năm 2019, bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, phía nhà trẻ tư thuộc Trinh Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, đã cho thôi việc bà Võ Thị Khiêm Huệ, 31 tuổi, người trông coi nhóm trẻ từ 18 đến 24 tháng, vì tác bé trai 19 tháng tuổi đến sưng mặt. Theo tình trình của bà Huệ, khoảng 12 giờ ngày 2 tháng Giêng, bé Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Quốc 19 tháng tuổi, ngụ phường 4, thành phố Vĩnh Long, đang theo học nhóm trẻ 18 đến 10 đến 24 tháng thưa quý vị và đã khóc trong giờ ngủ trưa làm cho nhiều trẻ cùng lớp giật mình thức dậy. Dỗ bé ách nhưng bé không nín, bà Huệ đã vảo vào miệng bé khiến cho bé lại càng khóc to hơn. Tức giận bà Huệ vả liên tục nhiều cái vào má của em đến sưng lên. Sợ hiệu trưởng và cha mẹ bé phát hiện, bà Huệ đã bồng bé ra khỏi lớp và chùm nước đá cho bớt đỏ. Đến chiều cùng ngày khi cha của bé đến đón con, bà Huệ đã nói dối rằng bé X bị té cầu thang nên mặt bị bầm. Và cũng tại Việt Nam, vụ xe tông chết 6 người ở Long An do tài xế phê ma túy say rượu. Thưa quý vị, xét nghiệm tại bệnh viện cho cho biết là tài xế xe chở hàng gây tai nạn làm cho 6 người chết, 23 người bị thương ở Long An, có kết quả dương tính với Herion đồng độ cùng trong máu rất cao. Trong khi đó, thì cục đăng kiểm Việt Nam cho biết hệ thống thắng xe hoạt động bình thường. Báo Người Lao Động cho biết trong phúc trình ngày 3 tháng giêng năm 2019 của cục đăng kiểm Việt Nam gửi bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải về kết quả giám định hệ thống thắng cho thấy là chiếc xe chở hàng gây tai nạn thảm khốc ở Long An vào chiều ngày 2 tháng giêng có hệ thống thắng hoạt động linh hoạt bình thường xe được kiểm định lần uh, lần gần nhất là vào ngày 30 tháng 3 ngày uh, năm 2018 và có hạn kiểm định đến 29 tháng 3 năm 2019. Trong khi đó thì sáng ngày 3 tháng 1, báo tuổi trẻ dẫn tin từ bệnh viện đa khoa Long An cho biết, ông Phạm Thành Hiếu 32 tuổi ở xã Thành Đức, huyện Bến Lức tỉnh Long An, tài xế lái xe chở hàng gây tai nạn đã được cơ quan hữu trách đưa vào bệnh viện này xét nghiệm ma túy bằng phương pháp thử nước tiểu lúc khuya ngày 2 tháng Giêng. Việc xét nghiệm được tiến hành hai lần cách nhau khoảng 3 giờ. Cả hai lần xét nghiệm đều cho thấy kết quả dương tính với heroin và có nồng độ cồn rất cao trong máu thưa quý vị. Và bản tin nói về ngân hàng Việt Á bị cáo buộc làm bốc hơi 7.28 triệu đô la của khách hàng. Thưa quý vị, bản tin cho hay vào hôm 3 tháng Giêng tức là năm 2019, bà Triệu Thị Tuyết Trinh và anh trai là ông Triệu Hùng Cường ở quận Hoàng Mai gửi đơn kêu cứu về việc sáu sổ tiết kiệm với tổng số hơn số tiền là 170 tỷ đồng, tức là 7.28 triệu Mỹ Kim tại phòng giao dịch đông đô của ngân hàng Việt Á bỗng nhiên bị bốc hơi. Theo tờ báo Thanh Niên, thì các cuốn sổ tiết kiệm này được thành lập theo hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ khoảng tháng 9 tháng 10 năm 2018. Với thời hạn gửi 3 tháng lại suất là 5.5% một năm. Tất cả các cuốn sổ đều có chữ ký của giám đốc ngân hàng Việt Á chi nhánh Hà Nội, phòng giao dịch Đông Đô và có đóng dấu đỏ của ngân hàng này. Bà Trinh và ông Cường cho biết, vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, khi họ đến phòng giao dịch Đông Đô để rút tiền thì nhận được thông báo số tiền gửi của mình đã được rút. Trong khi họ chưa hề kết toán sổ, chưa rút tiền và cũng không ủy quyền cho ai. Sau khi sự việc xảy ra, họ có đến ngân hàng Việt Á gặp cán bộ ngân hàng là ông Nguyễn Thanh Tùng. Tuy nhiên, người này xin cất một thời gian sau trả lời. Họ xin gặp Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc để giải quyết. Nhưng các vị này đều tránh mặt, gọi điện không liên lạc được. Trong khi số tiền gửi tiết kiệm của họ không có quyết định phong tỏa Tờ báo đã viết như trên thưa quý vị. Và vừa rồi đó là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức hôm nay của Đài Việt Mỹ Television. Ngọc Thủy cảm ơn quý khán tính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức lần sau. Thầy ngại kính chào.